Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 7. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Vì cho rằng Bắc Kinh đã khiến cho người Duy Ngô Nhĩ thành nô lệ trên cánh đồng bông vải ở Tân Cương, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm từ khu vực tự trị này của Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh lập tức cảnh báo Nhà Trắng ngừng thao túng chính trị bằng dự luật Tân Cương. Sóng gió chính trường tiếp tục bủa vây chính quyền Tổng thống Joe Biden khi mới đây Nga cũng thẳng thừng kêu gọi Mỹ bỏ thói quen đạo đức giả, đừng can thiệp vào chính trị ở Cuba. Đồng thời mới đây, Tổng thống Putin còn ra mặt ủng hộ Belarus chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh EU. Trong khi đó, chiến trường Trung Đông có vẻ đã lắng dịu, phiến quân Taliban thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Kabul để được trao trả tù nhân. Chưa nhận được phản hồi, Taliban đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với thống đốc tỉnh miền Tây Afghanistan. Những thông tin đáng chú ý khác, Nam Phi tăng cường 25.000 quân để trấn áp bạo động. Tổng thống Colombia lên tiếng về nhóm cựu binh ám sát Tổng thống Haiti. WHO kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô về nguồn gốc của đại dịch. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 15 tháng 7, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ ngừng tiến hành thao túng chính trị sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Nhà Trắng đã cáo buộc các hàng hóa được sản xuất ở khu vực Tân Cương Trung Quốc đều đến từ sự cưỡng bức lao động của chính quyền Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ, vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền mà Mỹ đặt ra. Do đó, mỗi sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực này đều bị cấm theo đạo luật thuế quan 1930, trừ khi có chứng nhận khác của cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật này đang đợi sự chấp thuận của Hạ viện Mỹ trước khi được đệ trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Trong khi đó, Trung Quốc đã nhiều lần kiên quyết bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền khi cho rằng Washington cố tình thổi phồng vấn đề theo cách gọi của Mỹ là lao động cưỡng bức Tân Cương nhằm gây tổn hại đến sự thịnh vượng và ổn định ở khu vực này. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng cho rằng hành động của Mỹ đã tước đi quyền sống cơ bản của người dân Tân Cương, dẫn đến tình trạng thất nghiệp và nghèo đói. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thẳng thừng tuyên bố, điều này phơi bày ý đồ thâm độc của Hoa Kỳ khi cố gắng sử dụng Tân Cương để kiểm soát Trung Quốc. Những gì Hoa Kỳ nên làm là thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình và tự xem xét lại cái gọi là vấn đề nhân quyền của Mỹ. Đồng thời, hãy quan tâm hơn đến các vấn đề nội bộ của chính nước Mỹ, làm những điều thiết thực vì lợi ích của người dân và ngừng lãng phí thời gian để bôi nhọ và tấn công Trung Quốc thông qua cái gọi là lao động cưỡng bức. Chính quyền ông Biden hãy ngừng thúc đẩy dự luật liên quan và ngừng tiến hành thao túng chính trị. Giữa căng thẳng với Trung Quốc, chính quyền ông Joe Biden tiếp tục phải đối mặt với phản ứng từ phía Nga về vấn đề chính trị ở Cuba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã thẳng thừng cho rằng chính quyền ông Biden đang giả tạo khi can thiệp vào chuyện nội bộ của hòn đảo này. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh, điều cần thiết mà Mỹ và các đồng minh nên làm là không can thiệp vào nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi kêu gọi Washington hãy giữ lập trường khách quan, bỏ thói đạo đức giả và các tiêu chuẩn kép, hãy để chính phủ và người dân Cuba giải quyết vấn đề nội bộ của họ và tự quyết định vận mệnh của mình. Nhà ngoại giao Nga nói trong một cuộc trao đổi với báo chí. Bà cũng cho rằng Hoa Kỳ đã sai lầm khi nhận định các sự kiện rối loạn ở Cuba hiện tại là hậu quả từ những sai sót của chính phủ và cũng không quên cáo buộc rằng Nhà Trắng đã cố tình bóp nghẹt quốc đảo này bằng việc phân biệt đối xử với người dân và phá hủy nền kinh tế bằng các biện pháp cấm vận. Đại diện Kremlin cảnh báo Hoa Kỳ về cái giá phải trả đối với việc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, cũng như hệ quả của việc áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt bởi dự luật Ham-Burton. Những chính sách trừng phạt mà Nhà Trắng áp lên đảo quốc không biết khi nào mới kết thúc và đang tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế nước này do nó tác động lên các mặt hàng tiêu dùng cơ bản nhất như thực phẩm và thuốc men. Nhà ngoại giao Moscow đặt ra câu hỏi, dưới góc độ chính trị thuần túy thì việc làm thế nào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể xếp Cuba vào danh sách các nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố, việc đó đã cản trở quốc gia vùng Caribe hội nhập với thế giới. Bà lặp lại vấn đề Washington đã tăng cường áp đặt các biện pháp phân biệt đối xử chống lại Cuba trong bối cảnh thảm họa dịch tễ toàn cầu do COVID-19 gây ra, trong khi thế giới cần phải nỗ lực hòa giải và gắn kết giữa các bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Hoa Kỳ đã nhân danh nhân đạo ở Atalin để chiếm lợi ích riêng cho mình. Chính quyền ông Biden đã khiến cho vấn đề ngày càng căng thẳng.
Cũng trong một động thái đối đầu với Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho chính phủ Nga giúp đỡ Belarus vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tin được Điện Kremlin cho biết vào hôm 16 tháng 7. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc hỗ trợ cho Belarus đang nằm trong chương trình nghị sự. Chính phủ đã nhận được chỉ thị và đang làm việc về vấn đề này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga để dự hội đàm với Tổng thống Putin hôm thứ Ba tuần này, khi Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Belarus trong những tháng gần đây. Các nước phương Tây cho rằng, chiến thắng của Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử vào tháng 8 năm ngoái là gian lận, không công bằng. Bộ Ngoại giao Mỹ từng tuyên bố không xem ông Lukashenko là nhà lãnh đạo được bầu hợp pháp của Belarus. Được biết, Nga và Belarus có một thỏa thuận liên minh chặt chẽ về chính trị, kinh tế và quân sự, nhưng dừng lại ở việc sáp nhập hoàn toàn. Nga đã bơm hàng tỷ đô la giúp Belarus xây dựng nền kinh tế do nhà nước kiểm soát theo kiểu Liên Xô bằng nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ và các khoản vay. Chuyển sang tình hình chính trị ở Trung Đông, có lẽ căng thẳng đã bắt đầu hạ nhiệt khi nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan cho biết Taliban đã đề nghị một lệnh ngừng bắn 3 tháng. Tuy nhiên, đổi lại, chính phủ Afghanistan phải trả tự do cho 7.000 tù nhân nổi dậy. Lời thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh lực lượng phiến quân vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công trên khắp đất nước. Ông Nadesh Nadari, thành viên chủ chốt của nhóm chính phủ tham gia đàm phán hòa bình với Taliban, cho rằng đó là một đòi hỏi lớn, đồng thời cho biết phe nổi dậy cũng yêu cầu xóa tên các nhà lãnh đạo của họ khỏi danh sách đen của Liên Hợp Quốc. Hiện vẫn chưa rõ phản ứng của chính phủ Afghanistan với đề nghị của đối thủ. Bà Muskar Dattiger, một giảng viên tại Đại học Mỹ đánh giá, thỏa thuận ngừng bắn của Taliban được đưa ra trong thời điểm này sẽ nghiêm cấm quân đội chính phủ giành lại các điểm biên giới quan trọng mà các tay súng Hồi giáo đã chiếm được trong những tuần gần đây. Việc kéo dài thời gian nhằm giúp nhóm phiến quân củng cố quyền lực đối với khu vực này. Năm ngoái, các nhà chức trách Afghanistan đã thả hơn 5.000 tù nhân Taliban để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình ở Doha. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn không đạt được bất kỳ thỏa thuận chính trị nào. Những tù nhân được thả vẫn đang tiếp tục cầm súng chống lại chính phủ và quân nổi dậy hiện đang giành chiến thắng về mặt quân sự. Trong khi chính quyền Kabul chưa kịp phản hồi, thì Taliban đã kịp đàm phán một lệnh ngừng bắn vô thời hạn với các quan chức thủ phủ ở một tỉnh phía tây Afghanistan. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút toàn bộ quân đội nước này về nước vào ngày 11 tháng 9, lực lượng phiến quân Taliban đã đẩy nhanh lực lượng và nhanh chóng giành quyền kiểm soát ở nhiều khu vực trọng điểm trên khắp Afghanistan. Sau khi chiếm giữ hầu hết các huyện ở tỉnh Bangis, nhóm Hồi giáo đã thỏa thuận ngừng bắn với giới chức tỉnh này. Thống đốc tỉnh Bangis, Husamuddin Sam cho biết, 10 trưởng lão bộ tộc đã đứng ra chịu trách nhiệm dàn xếp vụ thỏa thuận. Trước tiên họ nói chuyện với Taliban, sau đó nói chuyện với chính quyền địa phương và cả hai bên đã nhất trí đạt được lệnh ngừng bắn. Ông Sam cho biết, nhóm Hồi giáo đã thỏa thuận với các trưởng lão sẽ chuyển đến vùng ngoại ô Kuala Inau, thủ phủ của tỉnh Bangis. Abdul Aziz Beg, người đứng đầu hội đồng tỉnh ở Bangis cho biết, Kuala Inau là thành phố duy nhất ở Afghanistan mà Taliban tuyên bố ngừng bắn. Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban phủ nhận việc lực lượng này đồng ý ngừng bắn, nhưng xác nhận thông tin đã rời thành phố để tránh gây thương vong cho dân thường. Các quan chức ở Kabul chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Sự đồng thuận có lẽ khá xa xỉ đối với Nam Phi trong lúc này. Tình trạng bạo động leo thang sang ngày thứ 6 liên tiếp do thiếu lương thực và nhiên liệu khiến chính phủ Nam Phi phải điều động thêm khoảng 25.000 quân để trấn áp các cuộc bạo động nổi dậy khắp cả nước. Theo Thời báo Hoàn Cầu, kể từ khi cựu tổng thống Jacob Zuma bắt đầu án tù 15 tháng, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng nổ ra trên khắp đất nước và nhanh chóng bùng lên thành bạo lực, 72 người đã chết và hơn 1.200 người đã bị bắt. Tình trạng cướp bóc liên tục xảy ra ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng và liên kết giao thông, tác động đến hàng hóa và dịch vụ trên khắp đất nước. Các hoạt động canh tác, sản xuất và lọc dầu vì thế cũng bị gián đoạn. Chính phủ Nam Phi cho biết có 208 vụ cướp bóc và phá hoại đã được ghi nhận chỉ trong ngày 14 tháng 7, mặc dù quân số đã được triển khai tăng gấp đôi lên 5.000 người. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Nosivil Mabis Nakula cho biết bà đã đệ trình yêu cầu triển khai thêm 25.000 binh sĩ lên Tổng thống. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào lực lượng này sẽ được điều động ra các tuyến phố. Cộng hòa Nam Phi đang phải chịu nhiều sức ép tăng cường quân đội để nhanh chóng ngăn chặn làn sóng bạo lực đang tổn hại nghiêm trọng nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn. Cơ quan quản lý hàng tiêu dùng của nước này ước tính đã có hơn 800 cửa hàng bán lẻ đã bị cướp phá. Tổng thống Rico Ramaswamy đã cảnh báo tình trạng cạn kiệt nhu yếu phẩm ở nhiều khu vực trên cả nước do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men. Cập nhật tin tức mới nhất trong vụ ám sát nhà lãnh đạo Jovenel Moïse của Haiti.
Thưa quý vị, giới chức nước này vừa cho biết Tổng thống Moïse đã bị một tổ chức sát thủ bắn chết tại nhà riêng. Cảnh sát đã bắt giữ 18 người Colombia và 3 người khác đã bị giết. Các gia đình và đồng nghiệp ở Colombia đã nói với các nhà báo rằng những người đàn ông này được thuê để làm vệ sĩ. Mới đây, Tổng thống Colombia Ivan Duque cũng nói với đài địa phương rằng nhiều cựu binh sĩ Colombia đã bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti đã đến nước này với tư cách là vệ sĩ. Một số người đã biết chi tiết về kế hoạch ám sát. Một nhóm lớn được giao nhiệm vụ bảo vệ, nhưng trong số đó có một nhóm nhỏ. Họ đã biết chi tiết về kế hoạch ám sát, Tổng thống Colombia Ivan Duque nói. Đến nay, coronavirus xuất phát từ đâu vẫn là một câu hỏi lớn. Giới chức y tế đang tiến hành các cuộc điều tra bắt đầu từ Vũ Hán, nơi bùng phát những ca dương tính với COVID-19 đầu tiên. Tuy nhiên, công tác điều tra đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô. WHO kêu gọi Bắc Kinh cần minh bạch, cởi mở và hợp tác hơn. Một nhóm nghiên cứu do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần ở khu vực trung tâm thành phố Vũ Hán và các khu vực lân cận cùng các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Một báo cáo chung vào tháng 3 cho thấy virus có thể được truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra việc virus thoát ra khỏi môi trường bên ngoài do sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm là một giả định rất khó xảy ra. Tuy nhiên, phát hiện này khiến một số nhà khoa học và nhiều quốc gia không hài lòng, trong đó có Hoa Kỳ. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi đi một lời yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác. Ông nói, chúng tôi nợ hàng triệu người đã chết, cũng như hàng triệu người phải chịu đựng đau đớn vì đại dịch COVID-19. Sự thật, điều gì đã xảy ra? Ông Tedros yêu cầu Trung Quốc nên cung cấp dữ liệu thô về nguồn gốc của đại dịch. Về phía Trung Quốc, nước này đã gọi giả thuyết virus có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là vô lý và lặp lại quan điểm rằng việc chính trị hóa vấn đề sẽ gây cản trở cho các cuộc điều tra. Ông Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO cho biết, Tổng giám đốc Tedros sẽ thông báo tóm tắt với 194 quốc gia thành viên của WHO về các biện pháp nghiên cứu nguồn gốc coronavirus sẽ được triển khai trong giai đoạn 2. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.